Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại video mới nhất của Độ Mèo. Thì hôm nay mình với Văn Đít vừa mới đi nói thật là đi bán con đại bàng ưng của hậu cáo và được từng lên tiền anh em ạ. Xem mình xem. Chỗ này là khoảng 20 triệu. Chỗ này khoảng 100.000. Chỗ này hơn 100.000, chỗ này 100.000. Đùa thôi anh em ạ. Thực sự là số tiền này mình phải đi bốc cái bát bốc cái bát họ anh em ạ. Và đây là số tiền lẻ của mình. Đây là số tiền của mình. Và đây là số tiền mình đi vay. Hôm nay mình sẽ cho anh hậu cáo là mình sẽ bán mất con chim đại bàng ưng của hậu cáo. Con đại ưng của thằng hậu cáo là hôm nọ nó mới đi săn được phải không? Hôm bắt con gà kinh. Ôi, hôm nó vồ được con gà chục đáng sợ thật. Thế là giờ mình sẽ vào bắt con đại bàng ưng ra đây, xong rồi đem đi giấu và mình cầm số tiền này vào bảo là tấm bán con chim của mày rồi, xem phản ứng như thế nào, xem cái phản ứng của thằng con nợ này nó thế nào. Cầm số tiền lớn là nó phải oai, hiểu không? Nó đã có đại bưng kia kìa, giấu đâu rồi, giấu đâu rồi. Giấu trong nhà kia, trong nhà kia nó biết cất. Văn Đít có biết đây không? Đùa đéo đấy đâu, đâu. Sợ nó khó. Đẹp không? Đẹp. Chất. Kiểu bé thôi. Kiểu tổ hợp thái được. Kiểu bé đã đi ăn trộm mình kêu to. Cái mồm của khu mỏi vào con chó. Buộc vẽ mỏi lại. Hãy vứt vào trong chỗ chuồng gà đi. Có sợ nó vồ hết gà không? Bắt chết hai con gà không lại nữa. Giấu đây nhá. Vẫn cái nhà cũ đợt trước mình giấu con diều trắng hậu cáo tặng mình ở trong đây, chỉ mãi đeo chùa ủng thịt hết. Con này bưng này hậu cáo quý nhất anh em ạ. Sắp giáo ăn ra rồi. Ôi con chim. Nó phải đấy. Đấy. Cẩn báo. Cẩn thận không gãy. Kê lên đấy. Rốt không biết đấy, cầm chim. Ui đau thế. Lát mẹ tay được. À. Không nói mày giờ mày còn cay nó đợt cho mày vô bãi cứ đâu. Giờ vẫn đấm chết con chim. Đấm nó thịt mày con ạ. Cay lắm. Vẫn cay. Úi che che này. Mẹ ngồi có mũi đốt bố vào mồm. Lòa ứng mồm lên rồi. Ok anh em, mình với lại Văn Đít đã giấu xong con đại bàng ưng của hậu cáo. Giờ mình với lại Văn Đít sẽ đi vào trong nhà cho nó hậu cáo bảo là tao bán mất chim của mày rồi. Văn Đít, kìa đâu? Đây hả? Mất con. Nhanh thôi. Hậu cáo ơi! Hậu cáo! Này, mua quà cho chú, nó đi chợ rồi mua quà cho chú. Xíu, tốt đấy. Mua đi! Hả? À, mua đi. Hậu ơi! Bạn bán lại bàng ưng rồi. Không đi được. Bạn bán lại bàng ưng rồi. Bán mấy con? Một con lại bàng ưng thôi. Ừ. Tiền đây. Nó tưởng là gà nó chỉ lấy giá 60 thôi. Mà con ấy được 2 cân thì được 120. Thế thôi. Mà lại còn được 120 nhưng mà mình phải mua túi cam đấy và 4 chục nữa. Còn được đấy. Bán. Ừ, bán rồi. Có mấy chục mà. Nó tưởng gà nó đéo mua kiểu giá kia, nó không chơi kiểu chơi chim săn đấy, nhưng mà nó chơi kiểu giá gà săn phải mà. Hả? Sai mà. Tích bán hay kèm bán chị cũng không biết đâu, nhưng đấy về đây phải điên rồi tao bán mất rồi đéo biết không về. Mày không lấy tiền gà nữa đùa mày thôi. Đây này này đùa. Bán được 20 triệu ấy. Bán một con đại bờ bằng ưng mà giáo biết mỗi con đi lấy về đây.
Không biết, lấy chim về. Nếu mà tao bán rồi, tao bán thằng em nó ở bên đấy cơ. Đưa xem nào. 20 triệu. Mày làm video mày đi bán lại bàn của tao đúng không? Ừ, tao làm video đi bán lại bàn ấy. Bán được 20 triệu à? 20 triệu nhiều lần nhưng mà con chim này bàn không biết, có mỗi quán hơn nó đang săn rồi đấy. Đi lấy về đi. Mày... Ôi nhưng mà tao bán vẫn nữa bán rồi, thằng em nó ở xa lắm. Mỗi lần nó cầm có 20 triệu thôi. Người ta bán rẻ là 20 triệu, tao bảo là tao cũng bảo là nó đi săn được rồi. Tiền nòng tiền. Wow. Đâu rồi? Tao bán rồi, đâu rồi cái đéo gì nữa. Sáng mình chợ mua tí xôi về. Tiện, tiện nó cầm bán luôn. Đéo tiền bè, không mặn tiền. Bán mất rồi. Đi lấy về đi. Bán rồi. Đi lấy không bạn bè nữa, đi lấy mẹ thích cái châu kiếm. Đi. Thích con con. Tôi trong đùa. Tao bán thằng tôi. Tao bán rồi. Bán rồi. Này cầm đấy. Cầm đấy mà trang trải đi. Đó là nhà đéo có tiền thì bán mẹ ai thì bè đi lấy đi. Thôi mày nuôi ba con mày đam mê là mày đam mê. Xe rồi, xe rồi. Xe tao bán mẹ là xe luôn rồi. Đi ăn cam. Đi ăn cam. Lấy thế đi. Nhưng mà tao bán lấy đeo nữa mày điên này. Và bố cả. 36.000. Bán chim đi được 21. Cao 20 triệu 100.000. Cao bao nhiêu cân? Cam tao mua 40.000 cân. Thế mua vài cân mà. Thế nào mày nay cầm hết số tiền này đi. Thế được rồi. Nhé đéo luôn mẹ. Cái này nó bỏ tiền nhé này. Toàn tiền thật thế này. Còn tiền thật thì mẹ đéo chim vứt đâu. Tao bán rồi. Chim vứt đâu. Tao bán rồi. Cầm tiền đi. Túi còn sinh tồn. Tao bán rồi. Này đi anh xong mới chưa đăng ký đăng clip chú tao bán. Đỡ bán. Nuôi hai con được không? Nhưng mà nuôi nhiều tốn kém mà à. Bố mẹ ăn mắng nuôi nhiều thì đây đi mẹ nó đang săn rồi mẹ nuôi mãi rồi mình biết nuôi mấy tháng lên tận tỉnh bán ấy. Lên tận Hải Dương mới bán được đấy. Ở trên Hải Dương là có một hội lớn lắm, hội toàn chơi diều trắng thôi. Tưởng bán hộ chia cho ít tiền thế mà như nó như này nó lấy thôi nhỉ, mình lấy hết mình lấy mẹ mình lấy hết đi bán lấy giá đéo hết bán rồi mình bán lấy giá đi đấy đi thôi cơm giờ lấy dễ sao được mày điên à. Cay rồi, cay rồi. Bán hàng càng, nhóc càng. Càng kia là bố ra nữa. Ăn kẹo mày tin mày đi lấy là ăn. Bố tao mới lấy đeo đâu. Buồn đấy nhỉ. Này. Đang làm gì nữa. Hậu cáo TV đấy. Đang video lên kênh hậu cáo TV anh em ạ. Đi lấy về đi. Nỗ nằng nhằng thế nhỉ. Mày tiếc không? Mày tiếc không thì đâu. Nằng nhằng gì? Ai mà đi bán? Ai mà không đi bán được? Quay video làm cái gì nữa? Quay video đi bán là đang lên anh em theo là ta đã bán một chi của mày rồi. Kinh nghiệm thế. Bán hơn 20 triệu. Dạ. Ừ. Bây giờ tao bán thì tiếc không? Hả? Tiếc không? Tiếc không? Bơ vậy ai rồi đoán bơ vậy. Con chi thì mình bán rồi thôi. Thôi này, bán rồi thôi. Ra nhưng mày đi kiếm đâu ấy. Lấy về trả đi, không thì cút. Không, xem. Đi đâu? Biết đây là nhà bạn ở đi. Ê, nhà số ở đi lấy lại chim đi. Còn 20 củ anh em thuê nhà chỗ khác ở. Thế tao vẫn cầm 20 triệu rồi gì? Bây giờ mà... Đây, cho 2 triệu bắt giá không? Mày vừa nói bảo là không kể rồi. Mày bảo vậy. Lỗ linh tinh nằng nhằng ấy nhỉ. Nhưng mà tao bán mày tiếc không? Không. Không biết rồi đấy. Đi mấy lại chứ. Thế tức là tiếc với mẹ là không tiếc. Mày thật tiếc không? Nếu mà mày tiếc quá mày quý nó thì tao sẽ đi lấy lại mày cho mày. Tao vẫn còn số của thằng đấy. Tiếc thật không? Không. Thằng cáo nó rất quý con chim anh em ạ. Thực ra tao chôn đấy được. Thế tiền đấy đâu? Kể tao đi bốc bắt họ đấy. Tao bốc cái bắt này ra một lần cầm mày lấy 20 triệu đấy. Tiền của anh
Tao đi vay ấy, thôi. Tao đi vay ở đấy. Đi vay đâu? Tao đi vay bình côn ở thành ghê. Bình côn. À vay bình, ờ tao vay thằng bình tô ấy. Đó bên được tiền đấy. Xin luôn đi. Đấy là thôi, tiền đi vay mà. Nhà là của tao. Chứ tao nắm tiền nhà. Thằng nhà có đầy. Tao chơi tổng bay luôn về thằng nhà. Rồi chứ mà ngoài người ta bắt là tao không bắt đâu, tao quạt đấy. Có lẽ không? Ở trong cái nhà lần trước tao giấu con dầu trắng ấy. Đi. Mẹ ra. Ta bắt, và tao đi không bắt được đâu. Ok, giờ mình đã chôn thằng Hậu Cáo xong rồi. Chi mình vẫn vất ngoài kia tí, Hậu Cáo ra bắt mình không bắt bởi vì thằng Tít nó đã bị cào rách tay. Tông. Nếu anh em thấy video hay, hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Độ Mèo. Nếu anh em thấy tưởng hay, đọc còn lại comment phía bên dưới mình sẽ thực hiện bằng được. Và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hậu Cáo TV anh em nhé. Chào tất cả anh em, bye bye. Tiền, 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 tiền.